Đây là chương trình Ai Đến Hôm Nay, và chắc chắn rằng ngày hôm nay tôi có một sự lo lắng không hề nhẹ khi mà vị khách mời của chương trình sẽ là một gương mặt mà có lẽ là tương đối là mưu mô này, xảo quyệt này, khó tính này, và tất nhiên đấy là những hình ảnh trên phim thôi. Còn ngoài đời thì cô ấy như thế nào? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Hôm nay Ai Đến. Chị ăn nói cho đàng hoàng. Tao chỉ đàng hoàng với những người xứng đáng được tao đàng hoàng thôi. Tao nói luôn để cho mày biết nhá. Bản chất cáo già thì đừng có láo. Nếu không á, tao chặt cụt đuôi luôn đấy. Và thưa quý vị, cùng chào đón đến với Ai Đến Hôm Nay, một trong những gương mặt có lẽ là đánh đá nhất trong tất cả những vị khách mời từ trước đến nay. Chào đón Khánh Linh. Chào anh, xin chào quý vị và các bạn, những người đang xem chương trình Ai Đến Hôm Nay. Không thể nghe được quen cái giọng này đâu. Không quen được. Bây giờ mình có thể chào theo một cái cách mà mình vẫn chào trong những cái vai diễn của em mình. Em chào thế đấy. À, ok. Đây, cái giọng này là cái giọng anh cần nghe. Ok. Có lẽ là mọi người biết đến Khánh Linh với rất nhiều vai diễn, đa số đều rất là đánh đá, ghê gớm, nhanh nọc. Ngoài đời em là một người như nào? Thực ra thì em thấy là em hơi bị oan hay sao ấy. Chứ bình thường là như từ đầu chương trình đến giờ, khi chưa vào quay, các anh tiếp xúc với em thì các anh cũng thấy là em là một người khá là hiền lành, khá là ít nói, khá là nhu mì. Và em được một cái ưu điểm mà mọi người rất là cảm thấy, vâng, đó là hoa hậu thân thiện đấy. Em đi học thì được các thầy yêu bạn quý, ở nhà thì được bà con khối phố, tổ dân phố rất là âu yếm. Khi đi quay thì đồng nghiệp bạn bè cũng rất là vui vẻ, bởi vì là có nhiều đoàn quay ý. Tổ chức sản xuất thổ lộ với em ấy này, hôm nào mà kiểu không có cảnh quay ấy, đoàn vẫn mời đến, vẫn trả cắt xê bình thường nhưng không phải quay. Thế em cũng thắc mắc, em hỏi là tại sao mà kiểu như lại có một cái công việc gì mà nhàn nhã mà lại lương cao, không phải làm mà vẫn có tiền. Về sau em mới biết, thực ra là mời em đến không phải quay vẫn trả cho em tiền là để em mua vui cho đoàn thôi. Đấy. Thực sự là nên có một cái danh hiệu như vậy cho diễn viên Khánh Linh, bởi vì là chia sẻ với các bạn là trước giờ lên sóng chương trình này là tất cả biên tập này, ba anh em quay phim và cả MC phải uống giảm đau, bởi vì là Khánh Linh nói quá nhiều. Thực ra thì em chưa hề nói cái gì đúng, luôn. Đúng, em ít nói mà. Em chưa nói cái gì luôn. Rồi, bây giờ quay trở lại với câu chuyện chính nhá, công việc diễn xuất của Linh đi. Có một cái phân đoạn này mà mọi người có lẽ cũng rất là ấn tượng. Đó là khi mà quay trở lại với vai diễn cô bạn thân Quốc Dân ấy, trong Về Nhà Đi Con ấy, có một vai chửi nó rất là mềm môi. Và nói một chút về cái phân đoạn này đi. Cái lời thoại đấy là do đạo diễn biên kịch chuẩn bị trước hay là lúc đấy là mình bột phát ra, mình chửi theo bản năng? Ôi chết, nếu mà để nói là về bản năng thì chắc là có khi ra ngoài đường không ai dám dây với em luôn ấy anh. Thì rất nhiều các bạn trẻ đến bây giờ khi gặp em không có gì ấn tượng với chị Linh ngoài cái đoạn đó. Và như kiểu là nói là cái đoạn đó nó sinh ra là để dành cho em. Dành cho em. Hơn nữa là với một đạo diễn như anh Danh Dũng thì rất là tạo điều kiện để cho diễn viên là có thể phát huy hết cái khả năng của mình, không gò bó quá vào các cái ngôn từ đó. Thế nên là cái điều đó cũng là cái điều mà em cảm thấy khá là thuận lợi đối với riêng cá nhân em khi em thể hiện cái phân đoạn đó. Rồi, bây giờ mình có sẵn sàng là ở trước mặt có một người rồi mình có thể thể hiện lại phân đoạn đó được không? Nào, đây, chửi đi, mắng đi, đây. Thực ra là em không chửi, em không mắng, nhưng vấn đề là bây giờ ở chương trình Ai Đến Hôm Nay như thế này thì anh hỏi em câu gì thì anh phải cho em biết là câu hỏi đó là câu hỏi gì. Bởi vì anh phải cho em biết đó là câu hỏi gì thì em mới biết câu hỏi đó là câu hỏi gì để em có thể trả lời anh. Nếu như anh không cho em biết đấy là câu hỏi gì thì làm sao em biết câu hỏi đó là câu hỏi gì để em trả lời anh. Xong không ạ? Ok, cảm ơn. Cảm ơn em. Quá là nhập tâm, nhiều khi mình vuốt mặt không kịp đấy. Em đã thấy có vuốt tí nào đâu. Chửi xong mới vuốt. Ok, trước khi mà quay trở lại với câu chuyện cùng những vai diễn thì chắc là chơi game nhá. Ôi chết, em sợ nhất là những cái phần chơi game ở đây, bởi vì là em thường thua. Trò chơi của chúng ta như thế này, chúng ta sẽ phải diễn xuất các cái cảm xúc khác nhau. Khi mà anh nói đến cảm xúc nào em sẽ phải diễn, có thể là bằng lời nói, có thể là bằng biểu cảm khuôn mặt về cái từ mà anh sẽ nói nhá. Ok, đầu tiên vui vẻ. Em đang vui đây. Buồn.
sợ hãi. Khiếp. Bị phản bội. Ôi em ơi, em bị phản bội. Em bị phản bội. Vâng. Phản bội à? Vâng. Mặt thế à? Vâng. Tức giận. Em chả có gì để tức giận. Cái chương trình này làm sao em phải tức giận? Bình thường. Không có gì tức giận. Lần thứ hai phải bắt tay. Tuyệt vời, trời ơi. Anh nghĩ là một người diễn viên ấy, là một người có thể đẩy cái cảm xúc của mình lên đến cao trào để chúng ta có thể thực hiện được toàn bộ những cái phân cảnh và những yêu cầu của đạo diễn. Lúc đầu em lấy cảm xúc, em cứ tưởng là anh sẽ bảo là em buồn đi, em khóc đi, em lấy cảm xúc rồi tự dưng anh bảo vui. May chứ. Rồi, với phần này thì chúng ta tạm coi là em đã thành công. Không. À không. Em đã thành công. Ok ok, em đã thành công. Vâng, rồi. Anh nói cái gì em thực hiện cái đấy. Hết thử thách rồi, hết thử thách rồi. À thế tông, may quá. Tông bé, ok. May quá. Nào, bây giờ thì quay trở lại với một cái vai diễn nhá. Đó chính là vai Dì Liễu, rất là mưu mô trong Hương Vị Tình Thân. Khi mà xem vai diễn này thậm chí là rất nhiều khán giả comment chia sẻ là thôi Dì Liễu dắt cháu gì về đi. Đấy, chia sẻ một chút về vai diễn này đi. Thực ra với cái vai diễn này thì nó cũng là một cái vai tình cờ thôi. Lại một lần nữa em may mắn khi ở phim Hương Vị Tình Thân này thì em lại được làm việc chung với những anh chị mà đã quay phim với em rất nhiều rồi. Và một lần nữa thì em lại được gặp lại anh Danh Dũng. Em không biết là với cái yêu cầu của đạo diễn thì em đã làm trọn vẹn chưa? Thế nhưng mà khi bộ phim xuất hiện và cái vai của Dì Liễu bắt đầu xuất hiện thì em cũng lại được đón nhận những tình cảm của khán giả rất là nhiều. Thực tế đó là một cái niềm hạnh phúc, vâng, của những người diễn viên, vâng, dù là vai chính hay là ạ, vai phụ, mọi người nhớ đến mình. Đặc biệt nhá, nếu mà vai chính thì chúng ta không nói bởi vì là xuất hiện với cái thời lượng rất là nhiều ở trên phim. Nhưng mà để mọi người thích một vai phụ ấy, vâng, thực sự đó là một điều quá tuyệt vời. Em không biết mọi người như thế nào nhưng mà em nghĩ là không có vai diễn nhỏ, chỉ có người diễn viên nhỏ thôi. Thế nên đối với những ai mắc nghiệp diễn như bọn em thì với mỗi vai diễn không kể là chính hay là phụ, đương nhiên để nói là các bạn có muốn được có một vai chính không? Muốn chứ ạ? Có đúng không ạ? Bởi vì vai chính nó có rất nhiều các trạng thái để mình có thể thể hiện được cái nhân vật đó. Thế nhưng ngoài những vai chính ra, những vai phụ đôi khi cũng bổ trợ cho những vai chính rất là nhiều. Kể cả vai nhỏ nhưng mình cứ cống hiến cho nó đi, mình cứ tận tâm với nó đi rồi sẽ có vai chính đến với mình. Phần lớn mọi người biết đến Khánh Linh với những vai diễn đánh đá ghê gớm. Có bao giờ mà có những cái lúc trùng lại khác hoàn toàn so với những vai diễn trên phim? Có chứ anh. Bởi vì thực ra là một em cũng là một con người bình thường thôi mà. Có những cái hỉ nộ ái ố nó khác nhau chứ không phải lúc nào mà em cũng tưng tửng, em cũng như này thì thành ra em là người bất thường. Với cuộc sống bây giờ đôi lúc chúng ta cũng có những khoảng lặng, chúng ta cũng có những cái góc riêng của mình. Thường thì mọi người cứ nghĩ là diễn viên là một cuộc sống nó rất là sôi động, rất nhiều bạn bè, sàn diễn, vai diễn khác nhau, được mọi người tung hô, được mọi người yêu quý. Nhưng mà đằng sau vai diễn, sau màn ảnh nhỏ thì rõ ràng là ai cũng sẽ có những cái khoảng lặng của riêng mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với mini game nhá. Xin mời Linh, bạn sẽ cháo và chọn 3 lá bài bất kỳ. Việc của bạn bây giờ là sẽ lần lượt lật từng lá bài ra một và chúng ta sẽ thực hiện yêu cầu. Hồi hộp nhỉ? Hồi hộp lắm. Thế là ba cái này của em rồi đúng không? Đúng. Nào, xin đọc to câu hỏi. Nếu như chỉ còn một mình bạn trên thế giới này, bạn sẽ làm gì? Và ở dưới nó còn có một hành động nữa, được chọn một trong hai. Ôi, em... Cái này em có vẻ là nó không sở trường của em rồi. Không hợp với em. Đó là gì? Hát một đoạn bắt đầu bằng chữ tình. Tình à? Vâng. Ờ, thế thì lại hợp quá rồi. Đoàn làm phim từ Về Nhà Đi Con này đến Hương Vị Tình Thân thì đều đồn ầm lên rồi Khánh Linh hát hay nhất đoàn. Vâng, em hát hay nhất đoàn bởi vì là khi mà em hát thì đoàn còn ai đâu. Khi mà em hát thì đoàn còn ai đâu. À đúng rồi mọi người. Thế nên là em hát hay nhất đoàn mà. Ok, nào bạn sẽ chọn trả lời câu hỏi hay là thực hiện hành động. Thế bây giờ mình trả lời câu hỏi là mình không phải hát đúng không? Chính xác. Em sẽ chọn trả lời câu hỏi. Xin mời. Nếu như còn một mình trên thế giới này, bạn sẽ làm gì? Thì em sẽ cô đơn. Ơ, thế một mình chẳng cô đơn rồi, đúng không? Xin mời em, tiếp tục lá bài thứ hai đi. Ôi, vượt qua câu hỏi thứ nhất rồi đấy. Ô, cái này em trả lời được luôn này. Bạn thường bị cảnh sát giao thông bắt vì lỗi gì? Bắt vì lỗi xi nhan phải, xi nhan trái, không
không, rẽ phải rẽ trái không xi nhan, không xi nhan. À. Rồi đi vào đường ngược chiều, ngược chiều luôn. Vâng, đôi lúc là không đội mũ bảo hiểm. Tại sao? Thậm chí là đi vào đường ngược chiều. Bà anh ơi, em không biết đường anh. Hãy đến với lá bài cuối cùng đi ạ. Nếu được chọn một nhân vật trong tác phẩm văn học, bạn sẽ chọn ai? Em rất muốn thể hiện nhân vật chị Dậu. Ồ, chị Dậu. Bởi vì là với nhân vật chị Dậu thì nó có quá nhiều các sắc thái để có thể thể hiện được. Đó, cũng có cam chịu, cũng có chịu đựng, cũng có đau khổ, cũng có tình thương, tình người. Và đôi lúc cái sự vùng dậy nó lên đến cái mức tột đỉnh rồi thì em muốn được thử sức. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay để cùng xem là quan điểm của diễn viên Khánh Linh liên quan đến những hashtag mà chúng ta sẽ đưa ra ngày hôm nay là gì. Khánh Linh yêu thích số mấy từ 0 đến 9? Em được chọn 3 con số. Số 2. Ok, 2. Số 6. Và số 8. Đấy là anh nói, vâng, em chiều anh. Ok. Số 2 của chúng ta là một hashtag màu trắng có từ khóa là ăn chay. Nhiều người đã lựa chọn ăn chay, thậm chí là chay trường, chứ không phải là ăn chay trong những ngày rằm hay là mùng 1 đâu. Họ thực hiện chế độ ăn chay để bảo vệ sức khỏe bản thân, lựa chọn ăn chay để có thể là sử dụng đồ từ thực vật để không sát sinh. Thì với quan điểm của Khánh Linh thì việc ăn chay là như nào và em có thường ăn chay không? Em nghĩ đến bây giờ, đến thời điểm này thì em nghĩ cái việc ăn chay rất nên. Em đã tập ăn chay rồi nhưng mà trước đó em không ăn chay được. Em không ăn được. Mình vẫn thèm thịt. Đúng ạ. Bởi vì là em có thể ăn cố một bát thịt được, nhưng bảo em ăn cố khoảng độ 3 cọng rau thì em sẽ không ăn. Không phải ai cũng ăn chay được. Nếu để nói về động lực ăn chay thì em ăn chay xuất phát từ cái gợi ý là bố em mới mất. Thì bố em mất thì em đã ăn chay đến 49 ngày của bố em. Em tự nguyện với em là em sẽ ăn chay 4 ngày. Đó là 14, 15 và 30 mùng 1. Đến những cái ngày đó mà em được đi ăn chay, em cảm thấy là em rất là thoải mái. Và mình cảm thấy là mình nhẹ lòng hơn. Anh biết là nếu mà có cơ hội để có thể ăn chay nhiều hơn anh cũng sẽ làm. Nhưng mà rõ ràng là đặc thù của những người diễn viên, việc mà chúng ta phải đi quay dài ngày, thức khuya dậy sớm, thì việc chuẩn bị cái đồ chay nó cũng thực sự tương đối là bất tiện với quỹ thời gian eo hẹp của các diễn viên. Dẫu sao thì mỗi người thì đều sẽ có một lý do riêng, có thể vì sức khỏe, có thể là vì những cái lý do đặc biệt khác giống như em, để chúng ta có thể là sử dụng đồ chay. Mặc dù là không có thời gian để có thể là ăn liên tục và đều đặn, nhưng mà nếu có cơ hội là anh cũng sẽ ăn. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với hashtag thứ 2. Số 6 của chúng ta là một hashtag màu đen. Chúng ta có từ khóa là miệt thị ngoại hình. Gần đây thì việc một hoa hậu Việt Nam đã bị chủ tịch của một cuộc thi sắc đẹp có lời chê bai về ngoại hình khi mà không đủ tiêu chuẩn để lọt top, mang đến những cái ý kiến rất là tiêu cực từ phía người xem. Và nhiều người thì họ cũng lên án về điều này. Còn với cá nhân em thì sao? Em nghĩ như thế nào? Và em chia sẻ điều gì về việc miệt thị ngoại hình của người khác? Em không biết quan điểm của mỗi người như nào, nhưng với em, khi người ta đã được đi thi hoa hậu rồi thì người ta phải có một số đo, phải người ta phải có một hình thể đạt tiêu chuẩn của ban tổ chức và những cái tiêu chí của cuộc thi sắc đẹp đưa ra thì người ta mới bước chân được vào cuộc thi đó. Đấy, còn cái việc mà người ta có được các cái ngôi vị hay không thì nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, cộng thêm một cái yếu tố đó là cái yếu tố may mắn của người ta. Thế nhưng nếu để nói là miệt thị người ta như vậy thì cho dù là chủ tịch đi chăng nữa, cho dù là người bỏ tiền ra để có thể là tạo ra cái sân chơi đó và cái cuộc thi đó thì cũng đáng cần phải lên án. Không có người phụ nữ nào xấu cả, mà chỉ là cái nhìn nhận của mọi người, cái quan điểm của mọi người xấu đối với người phụ nữ đấy thôi. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với con số cuối cùng nhé. Hashtag màu cam của chúng ta đó chính là tỷ lệ vàng. Ví dụ như là ở Hàn Quốc, họ đưa ra những cái con số về những cái tỷ lệ về mắt, mũi, cằm, xương gò má, và đưa ra những cái tỷ lệ chuẩn, nó gọi là tỷ lệ vàng. Và rất nhiều người, từ những cái ngôi sao điện ảnh, những người hoạt động trong nghệ thuật, cho đến những bạn trẻ hiện nay, họ tìm mọi cách
thậm chí là đi phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần để có thể là khuôn mặt của họ đạt được tỷ lệ vàng. Có những người thì ủng hộ, còn có những người thì lại phản đối điều đó. Đó, thì với cá nhân em thì sao? Như ban nãy anh cũng thấy em đã chia sẻ là không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp thôi. Đẹp thì ai cũng muốn hướng tới, nhưng mình phải hướng tới cái đẹp làm sao để cho nó phù hợp với lứa tuổi, phù hợp với hoàn cảnh và phù hợp với cái con người của mình. Hoàn thì đấy sẽ là một cái tỷ lệ vàng. Tuyệt vời, anh hoàn toàn đồng ý với ý kiến của em. Nhu cầu làm đẹp là nhu cầu của mỗi con người, nhưng chúng ta phải làm đẹp mà phù hợp với hoàn cảnh sống, với chính bản thân mình và những người xung quanh, đúng không? Và bây giờ thì xin mời tất cả quý vị hãy cùng đến với Góc Review. Ở Góc Review này thì sẽ mời Khánh Linh lựa chọn một trong ba chủ đề: âm nhạc, điện ảnh và sách. Điện ảnh. Điện ảnh, ok, điện ảnh. Bây giờ sẽ có một câu hỏi liên quan đến điện ảnh nhá. Hãy kể lại cái ấn tượng về cái vai diễn đầu đời của em trên màn ảnh nhỏ đi. Vai diễn ấn tượng đầu tiên của em, vai diễn có thể nói là đặt nền móng để có một Khánh Linh ngày hôm nay. Đó, đấy là vai diễn ở trong phim Phía Trước Là Bầu Trời. Wow. Của đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Rất lâu rồi, một bộ phim kinh điển đấy. Rất lâu ạ, năm 2002. Ngày hôm đấy thì được yêu cầu là mặc một bộ quần áo như kiểu gọi là bàn tiếp tân đấy. Đấy, thì về thì em chẳng biết mặc như thế nào. Bố em mới đưa em ra hàng may, thì may cho em một chiếc áo sơ mi trắng, may cho em một chiếc quần Âu. Bố đèo đến điểm quay xong bố đi về, quay mà không dám nói chuyện với ai, không dám bắt chuyện với ai, bảo gì làm nấy. Hồi hộp nhất là đến lúc mà được nhận cát xê, một tờ coi như là 50.000 trâu xanh, xanh lét luôn. Rồi. Cái thời của em mà được một tờ 50.000 thì thôi đừng hỏi luôn. Là một gia tài. Ui anh ơi, cầm 50.000 mà sung sướng mà run nhá. Đấy, rõ ràng là thưa quý vị, mỗi một người diễn viên lớn thì đều cần có những cái sự xuất phát điểm đáng yêu như vậy. Chúng tôi tin là như thế, và hôm nay chúng ta đã lắng nghe một cái câu chuyện về vai diễn đầu đời của diễn viên Khánh Linh, và cũng là vị khách mời trong chương trình Ai Đến Hôm Nay. Rất là cảm ơn em, những câu chuyện rất là thú vị và cảm động, và mong rằng là chúng ta sẽ có những cái vai diễn được nhiều khán giả yêu mến trong những thời gian tiếp theo. Và chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại.